hay, con nào chả hay, mình qua tuyển chọn rồi, con nào chả hay, chẳng qua là nó về nó có con nó ổn định thì nó lên lập lửa ngay, con thì nó phải mất một ngày hay là để ủ thì anh thêm bán trong tuần em có ủ đâu mà cứ lên clip được con nào là đang bán con đấy. Hàng xóm thì anh đưa hộ, mày cứ lo công việc cho anh là anh đưa. Mày hộ anh thì để anh đưa vợ mày đi điển cho. Vâng, đây hôm nay thì thấy mất rớt rồi nhưng mà trời nó sầm xì đấy, khả năng là tí chiều lại mưa đấy. Thank you.